Trung xin chào tất cả anh em nhé. Đây một cái video theo yêu cầu của anh em. Lẽ ra thì nghỉ Tết rồi, anh em hỏi cái món mâm gì đấy thì trước Trung cũng có đăng cái món này nằm trên cái gọi là cái bài đăng cộng đồng ấy, là có cái hình ảnh của nó rồi. Nên anh em bảo làm cái video rõ báo thông số để anh em ước lượng xem có dùng được hay không nhé. Thì Trung sẽ làm một cái video khá là chi tiết, và Trung nói luôn là hiện tại là các cái đơn vị vận chuyển họ đã nghỉ hết rồi. Quay video để anh em xem thôi, chứ thật ra chắc khó mua bán, không có gửi hàng gì được hết á. Sang Tết rồi tính, xem như là cái video đăng cuối năm để anh em đầu năm vào việc thôi. Đây có ba con nhé, này hai con xé bọc rồi, này một con còn trong bọc nhá. Hàng mới 100%, hàng tồn kho mới nhé, này có nghĩa là chưa có sử dụng nhưng mà nó có xét rỉ rồi nha. Hai cái con này là hai cái con hàng trần nên nó xét rỉ, nó bung xét rỉ hết rồi này. Đây. Rồi còn đây mỗi con còn trong bọc chưa xé, tạm thời cứ để đấy đi. Ba con giống hệt nhau nhé nè. Cái bước răng nó là răng nghiêng nghiêng nhé, nó nghiêng nghiêng như thế này này, nó không phải thẳng nhé. Rồi thông số kỹ thuật nhé nè, thông số kích thước của nó nhé, 31 này, nó thật ra nó 31 chấm mấy đấy, Trung làm tròn 31 nhé, lọt lòng là lòng trong là 14.5 nhé, đơn vị cm nhé nè, chiều dày là 4.5, 45 ly đấy, số răng là 61 răng nhé. Này, mâm có xét rỉ nhé nè, chưa sử dụng nhé, rất là êm nhẹ, đậu rơ là không có nhé, không có rơ nhé. Mã số thêm nhãn còn đầy đủ đi, thông số gì đấy, bơm mở này còn sẵn này, em mới vừa xịt dầu bảo quản qua đây này, ngon lành hết nhá. Răng âm trong sẵn nhé nè, chưa có dấu vặn lần nào luôn ấy. Nói chung là mâm chưa có sử dụng nhá. Rồi ba cái con mâm như vậy đấy, Chúng sẽ quay ngang lại này. Con này thì cũng y hệt thôi. Con này nó bị mất cái ron rồi, mất cái ron cao su rồi. Ở đây còn này, hai con này còn đủ ron cao su nhé. Con này sao mất cái ron cao su rồi. Đậu rơ là không có nhé nè, mâm chưa sử dụng mà. Mâm kích thước rất là nhỏ, phù hợp với anh em làm những cái công việc gì đó nhỏ, hoặc là chế cẩu mini, hoặc là chế dàn kẹp, dàn gấp xoay gì đấy. Này số lỗ thì anh em đếm giúp nhé. Này số lỗ này, ren thì ren của nó không biết M mấy nè. Chung đo thử xem. Cho M 16 nhé nè, đo lòng 10, răng, trong răng 14 nhé, là M 16 nhé. Cũng tương đối lớn đấy. 15 mà 16 vặn được nhé. Này, dày này 45 nhé. Rồi Chung có ba cái món hàng đơn giản, mô tả cũng đơn giản luôn, cái thông số thì đã rõ ràng, anh em xem có đúng nhu cầu sử dụng thì liên hệ nhé. Hoặc là anh em cần dùng ngay trong Tết thì phù hợp với anh em nào gần gần tiện đường gì đấy ghé ngang lấy thôi. Còn cái vấn đề vận chuyển thì Chung thua rồi nhé. Chào thua nhé. Êm nhẹ nhé. Rồi Chung kết thúc video. Chung cảm ơn em đã xem video nhé. Anh em nghỉ Tết vui vẻ nhé. Thank you.